Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu làn nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác một ít hàng. Mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Em lên cho các bác một cái giò hoàng thảo kèn Lai Châu nhá. Mặt hoa siêu tím nha. Siêu tím nha, nở được 4 hôm rồi. Mà nó vẫn đẹp. Vẫn đẹp nha các bác nha. Cục nguyên bản luôn, hai thân nhá, mỗi thân được 20 sen. Em bán cho các bác với giá là 400 nghìn nha, hai thân nhá. Sang năm nếu mà bác nào biết làm ấy thì nó lên được 4 thân này nhá, 4 thân. Em bán giò này cho các bác với giá là 400 nghìn cho giò số 1. Số 2 này, giò đùi gà, đây các bác nhìn đây nhá, các bác nhìn nhá, xương cá đây nhá, xương cá đây nhá. Đấy, để các bác chơi hoa Tết nhá, chuẩn hoa Tết cho các bác luôn. Đấy, như thế này. Một thân hoa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân, 10 thân hoa, 11 thân hoa luôn các bác nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 380.000 nhá, 380.000 nhá, cho giò số 2 nhá. Đây nhá, hoa như thế này là chuẩn Tết chưa các bác. Đây nhá, 380.000 cho giò số 2. Số 3 này vẫn tiếp tục là đùi gà nhá. Đây nhá, giò như thế này, một thân hoa 2, 3, 4, 5, 6 thân thôi, 6 thân thôi nha các bác nhá. Nên em bán cho các bác với giá là 250.000 nhá. Đây nha các bác nhá, hoa đây nhá. Đấy, ok chưa ạ? 250.000 cho giò số 3. Số 4 này. Số 4 này các bác này. Đấy, hoa Tết này các bác nhá. Em phục vụ cho các bác hoa Tết nha. Ngắm thì mệt nghỉ luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân, 10 thân hoa các bác nha. 350.000 nha cho giò số 4. Số 5 này, gà tròn nhá. Tiếp tục gà Lai Châu nhá. Đấy, gà kia là gà nhập, còn gà này gà Lai Châu. Em đã kích lên như thế này thôi, nó chưa dài nhá các bác nhá, nó chưa dài, hàng một dài nhá các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nhá, 300.000 nhá cho giò số 5. Số 6 à. Đấy, đã sưng hết nụ rồi này các bác này. Đấy nhá, các bác nhá. Các bác muốn học xiên chỉ, sẽ chỉ luôn kim thì cứ hỏi em nhá. Hỏi em nhá, em sẽ chỉ tốt lắm. Các bác nhá, một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là, đây là gà tròn của Lai Châu nhá. Em bán cho các bác với giá là 320.000 nha. 320.000 nha. Cho giò số 6. Số 7 này, tiếp tục một giò gà này. Đấy, như thế này. Cao được tầm 70 đến
Cái thân này nó phải 90 cm nhá. Thân này nó phải 90 cm. Em cũng đã làm hoa tết cho các bác rồi nhá. Giờ như thế này, em chia sẻ cho các bác với giá là 420.000 nhá. 420.000 nhá các bác nhá. Cho giò số 7. Số 8 này các bác này. Một giò kiều vuông Lộc Bắc nhá. Kiều Lộc Bắc nhá các bác nhá. Đấy, nhìn to chưa các bác? Một giò to như thế này. Em đã kích hoa cho các bác rồi nha. Đây nha. Hoa như này rồi nha. Đấy, các bác nhìn nha. Đấy. Được 20 bông hoa luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha các bác nha. Cho giò số 8. Số 8 nha các bác nha. Số 9 nè. Một cục nguyên bản Hoàng Thảo Kèn Lai Châu. Được 2 thân hoa thôi. Hai thân bên này em làm bị làm gãy nên là chỉ có mầm gốc thôi nha các bác nha, hai mầm gốc luôn. Đấy. Bên này là được một mầm gốc, hai mầm gốc, 3 4 5. Được 5 mầm gốc luôn. Các bác nha. 5 mầm gốc luôn. Và 2 3 mầm gốc bên này nữa. Đấy. Là 7 mầm gốc. Hai thân hoa như thế này. Em bán cho các bác với giá nhá. 800.000 nha. 800.000 nha các bác nha. 800.000 nha. 800.000 cho giò số 9. Số 10 này. Do Hoàng Thảo Kèn em không kích mà nó đã lên nụ rồi này các bác này. Đấy, đang sưng này. Hai thân này nó dài được 90 cm nhá. 90 cm nhá. Hai thân này em bán cho các bác với giá là 900.000 nhá. 900.000 nhá các bác nhá. Cho giò số 11. À số 10. Số 11 này. Số 11 nha các bác nha. Một giò sơn thủy tiên như thế này. To đẹp. Mà em đã kích hoa rồi nha các bác nha. Đấy, để các bác chơi hoa tết nha. Giò như thế này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha các bác nha. Cho giò số 11. Số 12 này. Một giò chồn đẹp. Các bác nha, một giò chồn đẹp nha. Như thế này. Đây nhá, các bác nhá. Thuần rồi nhá. Đấy. Em chia sẻ giò này cho các bác với giá là 500.000 nhá. Như năm ngoái là giò này phải 700. Năm nay chỉ 500 thôi. Các bác nhá. Cây to, năm nay là cây nào cũng có 1 đến 2 bông hoa nhá. Cây như thế này nhá. Cho giò số 12. Tiếp tục dáng hương đuôi chồn. Dáng hương đuôi chồn nha các bác nhá. Cây như thế này này, một cây này này.
và một cây này này, và một cây trên này này. Đấy, ba cây to nhá, ba cây to và hai cây lá được 5 sen nhá, hai cây lá được 5 sen nha. Cây này nè và cây này được lá được 5 sen này các bác nhá. Các bác bảo lá chồn 5 sen thì các bác biết là nó to như thế nào. Số 12 nhá, em bán cho các bác với giá là 1.500.000 nhá. À, số 13 nhá, 1.500.000 nhá. Cho giò số 13. Đây này, bác nào thích cái giò chồn cái kiểu như thế này này. Đấy, như thế này. Em ghép vùng quanh luôn. Chậu này là chậu 50 nha các bác nhá. Đấy, như này, toàn cây to. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. 1 triệu cho giò số 14. Đôi 4, 6, 7 cây. 7 cây nha các bác nha. Cho giò số 14. Số 15 này, một giò tròn như thế này các bác nha. Một cây này lá phải trên 5 sen. Cây này lá trên 5 sen này. Đấy, cây to à. Một giò như thế này, em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha các bác nha. Cho giò số 15. Số 16 nè, vẫn là giá nuôi cáo nha. Một giò như thế này, số 16, 200.000 nha các bác nhá. 200.000 nha, có 4 cây thôi. Lá nó đang ngắn này các bác này. Đây này. Đấy. Về mình nuôi mình cho ăn nắng được thì nó sẽ lá nó sẽ ngắn nha các bác nhá. 200.000 cho giò số 15. À 16. Số 17 này, 1 thân hoa này, 2 thân hoa này, 3 thân hoa này, 4 thân hoa, 5 thân hoa. 5 thân hoa như thế này, thân nó dài không các bác? Cái này là hoàng thảo u lồi nhá, hay người ta gọi là hoàng thảo ngũ tinh nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Đây là u lồi hàng thuần nha. 400.000 cho giò số 17. Số 18 này, một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy. Em trồng vào gỗ thì nó không bao giờ nó hỏng được nha các bác nha. Còn lâu mới hỏng. Em chia sẻ giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nha. Cho giò số 18. Số 19 này, 3 cây hoàng nhạn. Em ghép đẹp nha, ghép đẹp nha. Cây này đẹp không ạ? 3 cây như thế này, em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha.
600.000 cho giò số 19 nhá. Đây là dễ, nó mùa này nó vẫn còn chạy như thế này mà. Cho giò số 19. Số 20 này. Giò này là giò long tu đá Lai Châu nhá, xin hồ Lai Châu nhá. Hoa thì siêu tím nhá. Hoa thì siêu tím như thế này. Toàn thân dài thôi các bạn. Toàn thân dài thôi. Trên toàn trên 20. Giò như thế này nhá. Em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha. Hôm nay là em bán hàng là chưa bao gồm phí ship nha các bác nha. Chưa bao gồm phí ship nha. Hai trăm tám mươi nghìn cho giò số 20 nha các bác nhá. Số 21 này, giò này là giò kiều tím yên tử nhá các bác nhá. Kiều tím yên tử, các bác nhìn lá các bác biết nhá, nó phân biệt ở cái lá này, nó vừa dày nó vừa lá tre đấy, như thế này. Một giò như thế này, đây là hàng này là hàng rừng nha, chứ không phải là hàng gieo hạt nha các bác nha. Một giò như thế này em chia sẻ cho các bác với giá là 1.500.000 nha, không có giò thứ hai luôn, không có giò thứ hai luôn nha các bác nha. Cho giò số 21. Số 22 này các bác này. Một giò cẩm báo như thế này thôi, như nó lại có võ các bác ạ. Một năm cẩm báo nó ra được 2 lần hoa luôn. Em để ý mấy năm nay rồi, toàn đây nha, hoa đây nha. Đấy. Cái này còn được 2 bông luôn này. Đấy, 2 bông luôn này. Các bác nha. Cái này cũng được 2 bông luôn này. Đấy. Tổng cái này là được 5 bông hoa. Các bác biết cẩm báo thì nó ra hoa kiểu gì, nó phân nhánh toàn bộ lung tung luôn. Nó phân nhánh nhiều nhá. Nên là bông nó sẽ được nhiều nhá. 5 bông này thì nó sẽ đẹp nhá. Có 4 cây thôi. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha. Cho giò số 22. Số 23 này, một giò chồn siêu to nhá, siêu to như thế này nhá các bác nhá, như thế này, siêu to nhá. Nguyên giá thể của nó là cao được 60 cm nhá, 60 cm nha các bác nhá. Đấy, độ thuần của nó các bác nhìn dễ này. Em bán giò này cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha các bác nha. Cho giò số 23. Số 24 này. Đây nha, số 24 nha. Các bác nhá, nhìn nó đẹp không? Thân ngắn nù. Đấy, như thế này.
các bác về các bác dãi nó đều đều ra thì nó đẹp, em ấy chưa làm được ấy. Đấy, nó dãi dãi đều này thì là đẹp. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nhá, 500.000 nhá. 500.000 nhá các bác nhá. Hàng thuần nhá. Cho giò số 24. Số 24 này. Kiếm một giò nữa. Số 25 này. Cáo đang đỏ nha các bác nha, đang đỏ nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha, cây đứng nha. 300.000, có cả hạc vĩ ở đây luôn nha các bác nha. 300.000 cho giò số 25. Số 25 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nha.